Em quay cho cả nhà xem á, khi nào mình lấy phấn bông được như khi mà nó nở như vậy nè ha, là mình sẽ lấy được cái phấn bông của nó để mình chấm vào những cái mà mới nở. Cái này là bây giờ mình dùng cái bình của cái cây súng phấn bông ha, nè, mình mở ra vậy. Giờ cái mình lấy gì nè, dễ lắm, mình lấy nè cả nhà, mình bỏ vô vậy ha. Tạm quay một tay đó nè, mình quẹt quẹt bên này, quẹt quẹt lấy cái miệng của nó, quẹt quẹt bên này là phấn bông nó vô bình hết rồi cả nhà thấy không. Rất là dễ tiện lợi. Tại cái tay của em á, một tay quay một tay cầm cho nên em không có làm được. Nếu không thường thường em làm nó không có bị rơi cánh này xuống đâu. Nè, thấy không? Nó vô đây hết rồi nè. Dễ dàng không? Tiện lợi không? Tại vì khi mình lấy cái cây cọ mình quét á, nhiều khi nó sẽ rơi rớt ra ngoài. Còn đây mình bỏ vô đây là phấn bông nó vô trong đây hết trơn, không có bị rơi rớt ra ngoài nha cả nhà. Tiện lợi mình lấy cái này, nếu mình chấm dư á, mình lấy cái bình này, mình lấy cái nắp mình đậy lại, mình bỏ tủ lạnh mình xài được ngày 2 ngày. Còn nếu không á là mình sẽ bảo quản vậy nó dễ hơn. Rồi mình cái bình này nè, khi mình lấy phấn bông nó không bị rơi rớt nhiều, không có bị hao phấn bông. Cả nhà cầm một tay trái cầm cái bông như vậy, tay phải bơm phấn bông vô nha cả nhà, bơm vô ha, bơm vô nãy bơm rồi á. Bây giờ cả nhà anh Thọ quay sát lên thì phấn bông nó trong này cả nhà thấy không, đó cái phấn bông đó. Bây giờ mình bẻ cái này để mình biết là mình đã chấm rồi. Dễ làm không cả nhà? Rất là dễ tiện lợi, tiết kiệm được cái phấn bông nó vô thẳng đây. Mình không phải chấm mấy cọ mà nó rơi rớt ở ngoài nha cả nhà. Mình bơm nó vô vậy là nó vô vậy luôn, phấn bông vô vậy. Như vậy nè cả nhà. Rất tiện lợi, cái bình này rất là tiện lợi và nhanh nữa, gọn lẹ mà tiết kiệm được phấn bông mà thành quả là cao, trái là tròn nha cả nhà. Vườn Linh O2 Nursery của em á là có bán cái này nè, một set. Là một set này nè, giữa cái bình này nó là một bộ như là 25 đồng nha cả nhà. Một bộ 25 đồng mình xài được hoài luôn á, năm này qua năm nọ luôn cả nhà. Cái nhà mua này về để mình chấm bông bán cầu, vừa vui mà giải trí, mà vừa có trái đẹp mình trưng rồi mình tặng bạn bè, vừa có trái để ngon mình ăn nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đó, cái cây này là để clean cái bình bông hoặc là clean phấn hoa hay mình dùng làm tiện lợi lắm nha cả nhà. Có cái cây này nha. Một mình lên cái bình hay là mình có thể lấy cái này để lấy phấn hoa xuống hay làm đủ thứ hết, mình có thể làm như thế nha, dùng đủ đủ kiểu hết nha. Một bộ em cũng gửi, hai bộ cũng gửi, khách mua hai bộ thì tiền ship cũng 10 đồng, còn một bộ cũng 10 đồng tại vì em mua cái bao nữa rồi em ra bưu điện em ship ha cả nhà. Cái này là hai set cho khách, em bây giờ đi gửi liền cho khách nè. Cả nhà ơi, nhìn cây vải của em nè, đẹp quá không, gốc to lắm luôn á, cưng lắm nha cả nhà. Tăng 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 nè, đậu trái rồi cả nhà ơi. Đây nè cả nhà ơi, thấy không, trái cây này nó núp ở trong lùm không à, kệ đó, cho chắn gió nè cả nhà. Tăng 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 đó, trái xùm luôn. Wow, cầu mong năm nay mình có vải chưng cho khách lại xem, giờ được hái trái vải ăn. Quá trời đẹp hết cả nhà, tán nó tròn do. Em phải đi xa xa, đi xa xa, quá trời đẹp ha. Bên này nè em có cái vải đẹp nè, cái này á em cắt tròn tàn hết á cả nhà, để em tạo cái tán của nó. Cây này rất là đẹp luôn á. Mình trồng á, mình phải có cái nét đẹp nữa. Cây sạch sẽ mà nó nét đẹp nữa. Thì bây giờ nó đang rô hoa. Rô hoa muộn nha. Nó ra hoa muộn không mấy người kia là tại vì em cắt nó. Em cắt nó thì nó mới bắt đầu, bây giờ nó mới ra hoa nè cả nhà. Ra cục cục rồi đó. Cưng lắm. Em muốn là khi nó ra hoa đã bông á, ra trái á thì cái tán nó sẽ đẹp. Cái tất cả em bán là giải sweet hot không à. Không có bán mấy cái loại giải mà ăn không có ngon, cái nào ngon mình mới bán để mình trồng á, cô chú anh chị trồng ra thì nó ngon, ăn là nhớ em hoài. Tại vì khi mà mình bán những cái hàng mà rẻ mà không ngon á, cái cô chú anh chị mai mốt á trồng ra được á là mất công á, buồn. Rồi nói chung mà tội nghiệp khách, em không có muốn để cho khách của em bị nói chung là em bị gạt, nhưng mà em không muốn để khách của em bị gạt đâu. Cho nên trên thị trường bây giờ có rất là nhiều người buôn bán cạnh tranh với nhau, nhưng mà cái uy tín của vườn
Linh Auto Nursery của em á, là trên hàng đầu nha cả nhà. Dạ. Có nhiều người nói á, là ví dụ như cứ bán đi rồi khi mà tới khách trồng á, khi mà đặt trái không biết cây còn sống không, hay là giống như là cây người ta không biết, mấy năm là người ta quên mình, người ta quên mình rồi mình bán không có đúng, giống như chụp cái hình cây này trái này nhưng mà bán cái cây khác, thì bên em không có làm vậy nha cả nhà. Tại vì cái thời gian đầu khách không biết, rồi thấy rẻ mà khách không biết cứ mua, rồi thời gian sau khi ra trái rồi thì có một số khách sẽ biết như thế nào. Em không có muốn làm vậy, cho những khi mà khách không biết em cũng không làm vậy, tại vì mình làm vậy mình nằm xuống mình ngủ được đâu cả nhà ơi. Làm cái gì nó phải từ cái đồng tiền, mình phải từ cái chân thật, cái đồng tiền của mình phải làm ra phải sạch sẽ, phải nằm xuống phải ngủ ngon, phải ấy. Tại vì khách á, cô chú anh chị cũng tốn tiền mê cây, mà mình tốn tiền mình mua cây á, rồi mình cũng mong muốn cây ngon cây ấy, chứ đâu ai muốn là mua vậy đâu cả nhà. Thì mình hiểu chứ, khi mà em cũng phải, lúc nào em cũng phải đặt em là cái người mua, cho nên nó là mình phải làm sao bán để cho đúng giống, mà phải ngon, mà cây phải khỏe để cho khách dễ chăm sóc. Chứ mà mình mới nhập về mình bán tội nghiệp khách lắm, khách về khách đâu có biết mà chăm sóc đâu. Cho nên là bán cái gì cũng phải có lương tâm, mình bán thì mình mới sống trụ lâu dài. Còn ví dụ mà khách không biết mình vẫn trụ lâu dài thì cái đó là em sợ lắm, em rất là sợ. Cái gì nó cũng phải có cái nhân quả, mình buôn bán đàng hoàng thì mình được cái kết quả, được cái quả ngon quả ngọt. Mà mình buôn bán mà gian dối, hay là mình buôn bán mà không có đúng sự thật, hay gì mình để gì cái đồng tiền á, thì em không có làm được như vậy. Cho nên cô chú anh chị khi mua cây bất cứ ở nơi đâu cũng vậy, bắt người ta bao giống cho mình, cái giống rất là quan trọng. Rồi hỏi cái cây có khỏe không, cái cây cái rễ nó ra như thế nào nha cả nhà. Mình phải quan trọng lắm, cái giống quan trọng lắm nha cả nhà. Vườn Linh Auto Nursery của em bán bao giống, bao giá ha. Giá của em thì nhẹ nhàng, tại vì khi mình compare cái giá, mình phải nhìn cái cây, cái độ lớn của nó, cái gốc của nó nha cả nhà. Chứ mình không thể so sánh cái chậu được. Tại vì khi mà cái chậu á, ví dụ 15 galon hay là 20 galon, ví dụ cái cây nhỏ mình để vô 15-20 galon mình bán theo giá galon thì cái đó là khách lỗ đó. Em không có muốn buôn bán như vậy, em muốn buôn bán theo cái cây, cây lớn cây nhỏ, và em bỏ vô cái thùng nhỏ đem dễ ship, hoặc để khách dễ dễ mà đem về cả nhà. Tại vì khi nặng lắm, rồi em ship cũng nặng nữa, rồi tiền ship khách chịu nhiều em cũng không có muốn. Khách là phải khi mà em ship cây em phải lôi cây vô để cho mát, cho nó nghỉ ngơi, sau em phải để cho nó khô, em phải để cho nó an toàn, I'm not ship cho khách nha cả nhà. Chứ không phải là từ nắng mình lôi vô mình kéo mình ship liền, không phải như vậy. Tại vì ship cây phải đảm bảo cây tốt khỏe, phải cây về tới khách là phải cho nó khỏe, chứ em không có muốn là cây nó về có chuyện gì em buồn lắm. Tại vì khách buồn mình cũng buồn nữa, mình buôn bán cho khách vui thì em vui. Dạ, mọi người đều vui thì cuộc sống mình mới vui được. Chứ người ta buồn mình cũng buồn nữa, sao được. Mấy cây hoa ngọc lan này cả nhà, cây bự lắm nha, cây khỏe lắm nha cả nhà. Dạ, nhà hoa ngọc lan 120 đồng nha cả nhà, 120 đồng nè. 20 đồng đó. Nè, cái này chuẩn bị ra bông rồi. Cherry Brazil nè, chuẩn bị ra bông rồi. Hình như ngược nắng rồi, ngược nắng cho nên nó không thấy rõ. Nó bị siêu nắng chưa? Cũng ngược nữa. Bữa nay trời âm u cả nhà, sương cả nhà nhiều nha. Trời âm u mà em phải quay phim để cho cái gì khán giả, quên, khách của em xem cho vui. Nó ngồi nó lộn mà. Sáng chắc chưa ăn sáng. Nhiều khi em nói lộn này nọ nên cả nhà thông cảm nha. Nhiều việc quá, trong đầu nhiều việc lắm. Một mình em phải làm đủ chuyện, cho nên nhiều khi cái đầu nó cũng tùm lum tùm la cả nhà. Nói cũng lộn xộn. Khi nói vậy nhưng mà cái đầu suy nghĩ cái khác nữa. Nhiều việc lắm cả nhà, không phải là ít đâu. Mình thì mình làm ăn mà đủ chuyện.
nhãn không, cái đậu donut này nè em thích ăn lúc mà sống á cả nhà, sống sống á. Trời ơi, hái hôm qua em về nhà bên em á, hái cây đào em để trước nhà á, em trồng trước nhà cho nó bự á. Trời ơi, hái mấy trái sống á nha, ăn cho nó ngon, ăn rớp giòn dữ lắm. Em không thích ăn ăn chín đâu, khi mà em trồng cái cây đào này nè, em có là ý của em là em ăn sống nha. Khi chín là em không ăn chín đâu, như vậy hồi này cũng chín rồi đó, em phải ăn nó sống, nhai của nó ngon lắm. Ví dụ sống cỡ này nè cả nhà, cái này nè, cái này nè, trời ơi hái ăn ngon lắm, ăn nó ngọt mà nó ăn nó giòn mà không thể tưởng tượng. Đào donut là ăn ăn sống, em thích ăn sống đó. Ăn đào donut nó tốt lắm cả nhà. Hoài mua berry cả nhà, quá chị trái trái hoài ăn mấy tháng nay không hết, nó ngọt khi nó trở thành cái màu trắng đục đục nè. Trời, hái dễ hái lắm, nó ngọt gì đâu cả nhà ơi. Ngon, ngọt không thể tưởng tượng nổi luôn á, thấy không, ngọt quá trời, trái xum xê như cả nhà, trái từng sao em ăn bữa giờ ăn quá trời luôn á, rụng chín á, mình hái nó rụng ổn mà ăn nó ngọt quá trời ngọt đi, quá trời trái luôn. Trái gì mà trái lớn trái nhỏ nó cứ tấn 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 là bông nó cứ lên cả nhà thấy đây nè, góc trời ơi, cái góc bự chà bá góc này chắc cổ chân này chứ không phải là cổ tay nữa. Cái đẹp lắm cả nhà, đẹp siêu rẻ luôn, cây nó cao hả chắc 7 feet á. Wow cả nhà ơi, cưng quá, ăn nữa ăn hoài, ăn thôi uống nước ngọt quá, ngọt quá trời ngọt luôn. Sáng sớm chắc ánh sáng ngược. Nó ngủ. Đứa cái nhà cây này cái gì đây? Cây trầu. Cây trầu. Nè. Trời ơi, em đã lớn rồi. Cái nhà biết nhìn thấy cái vàng này không? Mốt mốt. Mình hái bông, mình ăn, mình xào thịt bò nha. Thiên lý. Cây mận của em nè cả nhà. Nhỏ xíu gì nè. Mà bông, trời đất bông luôn vậy đó. Bông gì nè, không chịu không nổi luôn á. Sáng nào em cũng ra coi mấy em đem bắt sâu bắt ấy của mấy cho mấy em. Em thấy có hiện tượng sâu là em bắt liền. Tại vì á, muốn cây không có bị sâu á, sâu tội nghiệp nó đó. Nó hay mùa này nó hay đậu lên mấy cái lá non á nha. Dạch lên, dạch lá tìm sâu, bắt sâu như thế nha. Sáng nào em cũng ra vườn em xem trước mấy cái đó.